Xin chào mọi người, rất vui gặp lại mọi người sau những ngày đầu năm mới. Và hôm nay thì Oriflame sẽ mang đến những bí quyết làm đẹp cho mọi người đây. Là một thành phần thường xuyên xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp, Ceramide ngày càng sử dụng rộng rãi bởi sự hiệu quả của nó. Vậy nhưng thì không phải tín đồ làm đẹp nào cũng có thể biết rõ về Ceramide, cho nên là hôm nay hãy cùng với Oriflame khám phá về thành phần đặc biệt này các nàng nhé. Ceramide là một trong những yếu tố quan trọng quyết định nên độ mịn màng của làn da và được biết đến như là một trong ba loại lipid tạo nên hàng rào bảo vệ độ ẩm trên bề mặt da. Và trong đó thì Ceramide chiếm đến 50%, 25% là cholesterol và 25% còn lại là axit béo thiết yếu. Như vậy có thể thấy là Ceramide chiếm đến 50% lipid ở lớp ngoài cùng của da, cho nên là chúng đóng một vai trò vô cùng thiết yếu trong các hoạt động của hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da. Và hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da thì nó sẽ duy trì cái sự ẩm mịn cho làn da, cho nên Ceramide là một trong những yếu tố chính quyết định sự ẩm mịn của làn da. Vậy thì Ceramide mang đến công dụng gì? Ceramide được biết đến như là một cái thành phần kết nối tế bào. Hiểu một cách đơn giản thì nếu ví các tế bào da như là các viên gạch, thì Ceramide đóng vai trò như là một lớp vữa, chúng sẽ kết dính những cái viên gạch này lại với nhau, tạo nên một cái bức tường vững chắc để bảo vệ làn da khỏi những cái tác nhân gây hại từ bên ngoài như là vi khuẩn nè, tia tử ngoại hay là khói bụi. Và Ceramide là một cái chìa khóa giữ ẩm cho da vô cùng tuyệt vời. Nó giúp ngăn ngừa cái sự mất nước và bay hơi độ ẩm trên da. Chúng ta hãy tưởng tượng là nếu như mà làn da của mình không có các thành phần khóa ẩm thì các sản phẩm sử dụng trên da sẽ nhanh chóng bay hơi khi mà chúng ta tiếp xúc với tia tử ngoại hay là những cái tác động khác. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho việc dưỡng da của chúng ta không có hiệu quả như mong đợi. Chính vì thế nó được xem như là một cái thành phần khóa ẩm không thể thiếu để làn da luôn mềm mại, mịn màng và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Bên cạnh đó thì Ceramide cũng mang đến rất là nhiều lợi ích cho làn da dầu. Có một vấn đề mà chúng ta thường xuyên mắc phải, đó là nghĩ rằng da dầu thì chúng ta không cần phải bổ sung ẩm nữa. Và đây là một cái quan niệm sai lầm, bởi vì nếu mà làn da thiếu hụt độ ẩm thì tuyến bã nhờn sẽ bài tiết dầu nhiều hơn để cân bằng lại cái độ ẩm thiếu hụt ở trên da. Điều này sẽ dẫn đến việc hình thành mụn và lỗ chân lông to. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm làm sạch mà có tính tẩy rửa cao thì rất là dễ đến tình trạng này. Lúc này Ceramide là sẽ vô cùng cần thiết để bổ sung độ ẩm thiếu hụt và cân bằng lại cái tỷ lệ dầu nước lý tưởng trên da. Khi làn da có đầy đủ độ ẩm rồi thì tuyến dầu sẽ hoạt động bình thường trở lại. Vậy nên là các nàng có làn da dầu mình hãy lưu ý điều này nha. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải bổ sung Ceramide? Giống như là collagen thì Ceramide là cái cơ chế tự nhiên của cơ thể mình. Khi mà còn trẻ thì cái cơ thể của mình sẽ sản sinh ra rất là nhiều Ceramide. Nhưng theo năm tháng thì tuổi tác và những cái yếu tố tác động từ bên ngoài như là ánh nắng nè, hay là sử dụng những cái sản phẩm mà có tính tẩy rửa mạnh thì sẽ làm hàm lượng Ceramide tự nhiên trong da bị sụt giảm, khiến cho hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, suy yếu và sẽ dễ bị tấn công bởi những vi khuẩn từ bên ngoài và dẫn đến những cái tình trạng da như là thô ráp, nhạy cảm nè, lão hóa hay là xuất hiện nếp nhăn, hay là nghiêm trọng hơn như là viêm da và kích ứng. Vậy nên chúng ta cần phải bổ sung Ceramide để bù đắp vào cái lượng Ceramide mà cơ thể bị thiếu hụt. Đặc biệt là cái giai đoạn mà sau tuổi 25 thì lượng Ceramide trong cơ thể của chúng ta bắt đầu suy giảm. Và nếu như mà không bổ sung kịp thời thì chúng sẽ nhanh chóng trở nên cạn kiệt. Vậy nên muốn có một làn da trẻ trung rạng rỡ thì không thể thiếu Ceramide trong việc làm đẹp các nàng ạ. Và sau những chia sẻ về những công dụng tuyệt vời của Ceramide thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng sẽ muốn tìm ngay một sản phẩm có thành phần này để mà duy trì cái làn da trẻ trung rạng rỡ, đúng không ạ? Và nếu mà các bạn đang băn khoăn không biết là tìm kiếm những cái sản phẩm mà có thành phần Ceramide này ở đâu thì hãy tham khảo ngay Wellness Aqualo của Oriflame nhé. Aqualo với cái công nghệ độc quyền Ceramoside từ những cái Ceramide từ lúa mì, chúng có cái cấu trúc phân tử y hệt như những cái Ceramide tự nhiên trong da của mình luôn, cho nên là sẽ giúp bổ sung cái hàm lượng Ceramide thiếu hụt trong cơ thể rất là hiệu quả, và đặc biệt là sẽ tăng cường độ ẩm để phục hồi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương. Và hàng rào bảo vệ da là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trên làn da của mình chỉ trong vòng 2 tuần thôi các nàng ạ. Và ngoài ra thì nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng bên cạnh cái việc duy trì cái độ ẩm tuyệt vời cho làn da thì Ceramide còn hoạt động như là một cái chất ức chế những cái gốc tự do, những cái nguyên nhân mà gây đứt gãy collagen và elastin. Hàng đầu thì nó sẽ hoạt động tốt hơn khi mà kết hợp cùng những cái thành phần có khả năng chống oxy hóa cao như là niacinamide hay còn gọi là vitamin B3 nè,
và vitamin C. Vì vậy bên cạnh cái công nghệ ceramoside thì Alcalo còn tăng cường thêm dâu lingonberry, là một cái loại quả mọng ở Thụy Điển rất là giàu cái chất chống oxy hóa, cùng với vitamin B3 và vitamin C để giúp tăng sinh collagen và sửa chữa những cái DNA hư tổn ở trong cái làn da. Tất cả kết hợp lại cùng với nhau thì sẽ giúp tái tạo cái hàng rào bảo vệ da hiệu quả, mang lại cái làn da mịn màng, tươi sáng rạng rỡ. Và Aqualo của chúng ta thì mỗi một hộp như thế này là chúng ta sẽ có 15 gói và sử dụng trong vòng 2 tuần. Mỗi một gói như vậy là 3g. Và cách sử dụng thì rất là đơn giản. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần pha một gói với lại 200ml nước, và mình có thể uống ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Và công nghệ ceramoside là một cái công nghệ độc quyền, đã được chứng minh lâm sàng là sẽ mang đến hiệu quả chỉ sau 2 tuần. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái làn da tươi sáng rạng rỡ chỉ sau 2 tuần thôi mọi người ơi. Và những chia sẻ vừa rồi là một trong những bí quyết chăm sóc da đặc biệt mà Oriflame muốn gửi đến các chị em nhân dịp 8 tháng 3 này. Chúc cho một nửa thế giới của chúng ta luôn xinh tươi, rạng rỡ và tỏa sáng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.